Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu có lên được. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang tò mò về vận trình của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 3 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cho nên con giáp này đã gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 3 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này đôi khi khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải ganh ghét, đố kỵ, tuy nhiên bên cạnh đó cũng không kém phần kính nể và tôn trọng. Trước khi bước vào nội dung chi tiết của chương trình, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận những sản phẩm mới nhất của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, mệnh Đại Lâm Mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh, ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn hướng tới, phấn đấu và theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người thích chinh phục. Xem tử vi tuổi Mậu Thìn tháng 3 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các mối quan hệ nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp tục với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực nhưng lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó cũng không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tin, tiến bước. Trong tháng, người tuổi Mậu Thìn có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong thời gian trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực khi mà đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp phải những chuyện bất ngờ khó giải quyết, bạn cũng không bị rơi vào trạng thái bị động thường xuyên giống như trước đó. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 3 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai.
người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bạn có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy. Vì vậy, chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Đồng thời, chúng tôi cũng có một lời khuyên cho quý bạn, đó là hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, sẽ dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân, vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy lộc tài khuyên bạn thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe của mình luôn được ổn định. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, thì gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mối quan hệ của mình. Tình duyên có phần hanh thông hơn. Còn nam mệnh, rụt rè, nhút nhát nên khá bị động. Bạn cần phải thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mà mình yêu mến. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ
trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1988 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích và mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.